Kính chào các đồng chí và quý vị đang đến với chương trình Quốc phòng Toàn dân. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi một số tin hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh. Kính thưa các đồng chí và quý vị, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kính báo. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 9 tháng 3 năm 1946, ngày 9 tháng 3 năm 2023, đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên quốc phòng hạ sĩ quan chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân các gia đình liệt sĩ các đồng chí đã nghỉ hưu phục viên chuyển ngành chuyển đơn vị xuất ngũ đã từng công tác tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần cùng những tình cảm thân thiết nhất Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh trên mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống. Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các cơ quan quân khu, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, ban ngành đoàn thể của tỉnh và ngoài quân đội, nhân dân tỉnh nhà đã lãnh đạo, chỉ đạo, đùm bọc, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị đợt 1 năm 2023. Đại tá Phạm Văn Tuấn, phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia khóa huấn luyện, các quân nhân dự bị sẽ được trang bị một số kiến thức cơ bản về tình hình nhiệm vụ quân đội quân khu và nhiệm vụ lực lượng vũ trang tỉnh, huyện năm 2023. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nắm chắc động tác điều lệnh đội ngũ, những nội dung mới về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của địch nội dung và phương pháp công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu của người chỉ huy, phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện quân sự, các tính năng chủ yếu của một số vũ khí trang bị mới. Lớp huấn luyện nhằm bồi dưỡng cho lực lượng dự bị động viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ chiến thuật, nâng cao trình độ về làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 2 tháng 3, cụm thi đua số 3, Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự và chỉ đạo. Với chủ đề đoàn kết mẫu mực kỹ cương sáng tạo quyết thắng, phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 của cụm thi đua số 3 tập trung vào các nội dung chủ yếu như nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chính trị được giao. Để đạt được kết quả cao, cụm cũng, cũng đã đặt ra một số mục tiêu: 100% đảng viên cán bộ chiến sĩ lực lượng tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu tỷ lệ đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt từ 35% trở lên, bảo đảm 100% ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh xây dựng lực lượng tự vệ. Phát biểu tại buổi ký kết, đại tá Nguyễn Hoàng Tấn Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua số 3 chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu cơ quan tổ chức ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đảm bảo theo chỉ tiêu được giao, xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, xí nghiệp. Các đồng chí và quý vị, hòa chung không khí sôi nổi quyết thắng của các đơn vị của quân khu 7 và toàn quân, sáng 1 tháng 3 tại quảng trường 27 tháng 4 thành phố Bà Rịa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng quân khu 7. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Lê Ngọc Khánh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. những năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên kịp thời của đảng ủy bộ tư lệnh quân khu 7, tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành đoàn thể địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã và đang thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Các bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đã không ngừng nỗ lực, tập trung đột phá về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền các chủ trương, biện pháp xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức Đảng và của cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2023, trên cơ sở tinh thần nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2030 và những năm tiếp theo, lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả nghị quyết các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện. Năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện thực hiện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc đối với bộ đội thường trực cơ bản thiết thực, hiệu quả đối với lực lượng dự bị động viên, cơ bản thiết thực chất lượng đối với lực lượng dân quân tự vệ. Quán triệt và thực hiện tốt ba thực chất trong huấn luyện: dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu theo chỉ thị 79 của Bộ Quốc phòng. Mùa huấn luyện hàng năm, các lực lượng sẽ được huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ với rèn luyện thể lực, huấn luyện giả ngoại, huấn luyện đêm, diễn tập chiến thuật, kết hợp làm công tác dân vận. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân huấn luyện, ông Lê Ngọc Khánh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung như quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của quân khu 7 gắn huấn luyện với diễn tập, hội thi, hội thao và làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị, chủ động phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, quản lý duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa lành mạnh, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Do đó, cũng là nơi để các thế lực thù địch tập trung chống phá. Từ những nhân đánh giá tình hình trên, hơn lúc nào hết, cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang phải đoàn kết nỗ lực thi đua tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu làm tốt vai trò nồng cốt xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc phòng chống có hiệu quả mọi âm mưu hành động chống phá của các thế lực thù địch giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường thuận lợi để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong khu khổ lễ ra quân huấn luyện, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Ghi sâu lời bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đại diện các cụm thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh cũng ký kết giao ước thi đua. Đối với ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, trung đoàn binh đạm và các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương những chủ trương biện pháp xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tích cực chủ động tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai phòng chống dịch bệnh đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu huấn luyện đêm với cường độ cao trong ngồi điều kiện sát với đối tượng và phương án tác chiến. Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao danh hiệu đơn vị dưỡng mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu cấp quân khu năm 2022 cho 11 tập thể trực thuộc. Ngay sau phần nghi thức, 1.700 đại biểu gồm cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở văn hóa thể thao, tỉnh đoàn, hội cựu chiến binh tỉnh hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và các trường trung học phổ thông cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh đã tham gia chương trình duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng lễ diễu hành diễn ra trong không khí hào hùng thể hiện tinh thần bách chiến bách thắng lập nên truyền thống trung với đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng của quân đội nhân dân việt nam nói chung Lực lượng Vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Trong không khí sôi nổi của lễ ra quân huấn luyện, tất cả cán bộ chiến sĩ lực lượng Vũ trang tỉnh đều bày tỏ quyết tâm gặt hái thật nhiều thành tích xuất sắc trong mùa huấn luyện năm 2023. Và chúng tôi đã lĩnh hội ở toàn bộ những nội dung chỉ tiêu thi đua mà Đảng ủy Bộ Chỉ quân sự tỉnh đã phát động về quán triệt triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng hiệu quả trong toàn bộ uh, lực lượng vũ trang uh, tỉnh với cái tinh thần khí thế cao nhất nhằm uh, nâng cao kết quả huấn luyện năm 2023. Cảm bộ chiến sĩ hải đội nhân quân Thực trực nói riêng và uh, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung thì uh, quyết tâm cao thực hiện tốt nợ và cố gắng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong khuôn khổ chương trình lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu tham dự tham quan khu trưng bày mô hình học cụ với 16 sản phẩm là các sáng kiến sáng chế đã đoạt giải tại các hội thi sáng kiến sáng chế cấp tỉnh, cấp quân khu và Bộ Quốc phòng trong các năm từ 2018 đến nay. 16 bộ thiết bị chuyên ngành sử dụng trong quá trình huấn luyện đang được biên chế cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, được trưng bày giới thiệu. Những năm qua, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động và triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ quan đơn vị địa phương trong toàn tỉnh. Trong 5 năm, từ 2018 đến 2022, lực lượng vũ trang tỉnh đã có 66 mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Trong đó có 14 sáng kiến công nhận cấp quân khu. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt giải 3 tập thể sáng kiến cấp quân khu năm 2020, và giải nhì sáng kiến cấp quân khu năm 2022. Hai sáng kiến được khen thưởng cấp Bộ Quốc phòng. Từ phong trào đã tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ tích cực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và chủ động đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, có khả năng nhân rộng trong thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang tỉnh. Năm 2023, lực lượng vũ trang tỉnh xác định nhiệm vụ huấn luyện là trung tâm huấn luyện gắn chặt với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu ở các cấp đơn vị. Với khi thế thi đua sôi nổi, ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện, xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 sẽ là tiền đề cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện trong năm 2023. Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.